Xin chào các bạn thân mến nhé. Ngày hôm nay thì Sơn đang có mặt ở một cái hội trường sân khấu rất là rộng. Mà ở nơi đây thì bà con người đồng bào dân tộc Tày đang tập trung ở đây rất là đông để tham gia những chương trình văn nghệ, giao lưu văn nghệ của huyện Bảo Yên cũng như là các xã trong huyện đấy các bạn. Thì toàn bộ những người ở trong hội trường này thì là toàn bộ là người Tày thôi. Hôm nay thì họ mặc những cái bộ trang phục người Tày rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Và mọi người tham gia những cái tiết mục văn nghệ của từng xã, từng bản để kiểu như là giao lưu gặp mặt ấy. Thì một cái chương trình nó rất là ý nghĩa, rất là hay. Và ngày hôm nay thì Sơn sẽ ghi lại những cái hình ảnh đẹp nhất ở nơi đây để truyền tải lên kênh cho mọi người xem nhé. Rất đẹp. Một tràng vỗ tay thật to nhá. Lương Lai năm nay là tròn 65 tuổi rồi, nhưng mà Lương Lai vẫn là vui để tặng các chị em một bài hát Chảy Hội Cao Bằng à, phổ thông ạ. Mi cơ lỡ bày thủ đô hơ đắng lãng phạt cần cần Thank you.
Trọng đại của huyện Bảo Yên cũng như là xã Nghĩa Đô các bạn ạ. Như các bạn quan sát thấy, tất cả trong hội trường này thì toàn bộ là các cô, các chị em người dân tộc Tày. Và ngày hôm nay mọi người đang tham gia một chương trình giao lưu gặp mặt các thành viên người Tày ở trong huyện Bảo Yên nói chung và trong các xã trong huyện nói riêng các bạn nhé. Đó, như các bạn quan sát thấy thì toàn bộ là trang phục người Tày. Hôm nay thì mọi người tập trung ở đây rất là đông để tham gia các chương trình giao lưu văn nghệ. Phía đằng sau này thì là kiểu như là các khán giả, nhưng mà toàn bà con người Tày thôi, đang đi tham gia xem những tiết mục văn nghệ của các cô, các chị em biểu diễn. Khu vực bàn thư ký và bàn tổ chức thì cũng có mấy chú, mấy cả anh, mấy các chị. Toàn những là người rất là đẹp khi mà khoác lên mình một cái trang phục của người Tày. Trông rất là tuyệt vời các bạn. Bắt gặp một chị gái rất là xinh các bạn ạ. Bây giờ thì Sơn sẽ làm quen với chị ấy một tí nhá. Chị gái cho em hỏi chị tên là gì vậy ạ? Em tên là Thảo. Chị Thảo ạ? Chị Thảo là năm nay bao tuổi rồi? Em 30 rồi. Vâng, em hỏi một câu hơi riêng tư tí. Chị Thảo ăn gì mà sao chị Thảo xinh thế? Em uống nước Nghĩa Đô, ăn cơm Nghĩa Đô. À, uống nước Nghĩa Đô và ăn cơm của Nghĩa Đô thôi đúng không? Đấy, anh cứ về Nghĩa Đô, anh nhiều thời gian anh sẽ xinh được nhé. Đấy là chứng tỏ là sống ở quê hương Nghĩa Đô là rất là tuyệt vời. Nói chung là khí hậu nó tốt lành anh. Đúng rồi, thứ nhất là mới quan trọng nữa là mình cứ sống một cách nó hồn nhiên lên thì nó sẽ tươi trẻ lâu đúng không? Nhưng mà chị Thảo có chồng chưa? Ôi các bạn ơi, chị Thảo rất là xinh mà chưa có chồng này. Hay là chị cho em đăng ký một suất làm người yêu được không? Được, tí nữa em đưa số, à đâu, anh cho em xin số luôn. À, hay quá. À, vâng, tôi nói vậy cho vui. À, cho em hỏi chị Thảo một chút là hôm nay là chị Thảo cũng đang mặc một cái bộ trang phục của người Tày không? Và hôm nay là chị đến tham dự chương trình này thì mình có biểu diễn một làn điệu gì đó không? Ví dụ như là múa hay là hát gì đó không ạ? À, không, em thì không tham gia, em thì không tham gia văn nghệ, em chỉ tham gia hội cùng mọi người thôi. À, có nghĩa là chỉ đi tham gia cùng mọi người và mình đến đây để cổ động cho mọi người thôi. Vâng, đúng ạ. Vâng, nói chung là một cái không khí mà mọi người trong các xã, các huyện mà giao lưu gặp mặt như thế này thì một chương trình nó cũng rất là vui, ý nghĩa nhỉ? Vâng, một năm tự rút một lần. Mỗi một năm, nhưng mà lần này thì là 4 năm rồi đúng không? 4 năm nhưng mà ý là một năm thì tổ chức ở huyện này, một năm huyện khác. À, có nghĩa là mỗi năm sẽ tổ chức ở một huyện. Và năm nay thì đã tổ chức ở huyện Bảo Yên và thực tế thì là ở xã Nghĩa Đô mình. Bởi vì Nghĩa Đô mình đang phát triển về... Cái này thì ví dụ như
là cái loại tổ chức cái kỷ niệm ấy, thì tổ chức chung thì một năm thì một lần ấy, là cả của tỉnh, cả ở huyện thì tùy theo các huyện sắp xếp hay sao. À vâng. À. Vừa rồi thì vừa rồi tháng trước ấy, thì tổ chức ở chỗ Tả Lỏ. À tháng trước là tổ chức là Tả Lỏ rồi đúng không? Còn tháng này thì tổ chức về Bảo Yên kỷ niệm thành lập. Ông ở ngoài Bảo Yên thì đợt vừa rồi thì cũng có rồi mà. Cũng có những chương trình tiết mục văn nghệ của người đồng bào Tày mình ở Bảo Yên rồi hay sao ấy. Đây là ví dụ như ở Nghĩa Đô này thì là tổ chức tối thứ bảy lúc nào cũng có tổ chức mấy. Vâng, tối thứ bảy trong tất cả các tuần đúng không? Chợ đêm. Và các nơi khác đến giao lưu thì tổ chức vào mỗi tuần lần lượt. Những lời chào nồng nhiệt nhất. Xã mình sắp xếp. À dạ vâng. Vâng, vậy thôi chắc là em cũng xin thay mặt cho khán giả cũng như là chính bản thân em cũng cảm ơn chị Thảo rất là nhiều. Vì chị Thảo có một phải nói là một nước da mịn màng và một khuôn mặt rồi một mái tóc đó gì đó rất là xinh. Và thật sự em rất là mến. Em nghĩ là tí nữa là mọi người giao lưu văn nghệ xong, ăn cơm xong còn văn nghệ còn sôi nổi hơn bây giờ nữa đấy anh. À chương trình nó vẫn còn dài đúng không chị? Bởi vì chiều theo chương trình là tí nữa ăn cơm các xong còn văn nghệ xong rồi múa xà các kiểu nữa. Thế là dự kiến là đến tận 3 giờ mà em mới kết thúc mà. 3 giờ chiều nay à? Vâng. Ồ. Thế thì nói chung em thấy là sôi nổi hơn là bây dạ, giờ. Dạ vâng. Thế thì em cũng sẽ cố gắng ở đây để ghi lại tất cả các tiết mục chương trình của bà con ở đây. Vâng. Rồi, em cảm ơn chị Thảo nhé. Sau đây là tôi xin phép được kêu gọi ủng hộ tại chỗ Pomme Pino. Có nhiều, có ít, 50.000 hay 30.000 tùy tâm. Mỗi người chúng ta có Còn một chút em lên em ủng hộ luôn. Hai cháu có tiền là mua sách vở, quần áo để tiếp tục các cháu học hành tận tới. Hai nữa là để giúp được cho ông bà đỡ đi phần nào khó khăn khi mà ông bà phải gánh vác khi rất là nặng, nuôi hai cháu thay bố mẹ cháu mất rồi. Sau đây xin mời tất cả kho me phí nọ các vị khách quý chúng ta, ai có lòng hảo tâm xin mời chúng ta lên sân khấu và chúng ta trực tiếp trao cái phần quà. Mình sẽ đại diện cho Hiệu ảnh Phú Gia và Đồng Canh Sơn Thi và anh Quang Bảo đây nữa thì sẽ lên ủng hộ cho hai bạn nhỏ một cô đánh bạn nhé. Bớt một chút một cốc nước và một bữa ăn sáng chúng ta sẽ ủng hộ hai cháu ngay tại chỗ này, ngay tại địa điểm này. Và là có một chút lòng các bạn ạ, nên ủng hộ cho cháu nhỏ mồ côi cha mẹ thì nói chung là Sơn nghĩ là mọi người ở đây thì cũng rất là nhiều những nhà hảo tâm có thể là ủng hộ giúp đỡ cho hai cháu vâng. nhỏ. Kính thưa quý vị, mỗi người con và một người sinh ra và lớn lên ai cũng được mong muốn được sự che chở của mẹ cha. Nhưng đối với hai cháu này thực sự là rất là buồn mọi người. Hai cháu này từ bé đã không được các bạn quan sát thấy thì rất cha. Là đông mọi người cũng gọi là có được một chút bố mẹ tấm cháu lòng từ bé nhỏ sinh ra hai để, cháu đã ủng hộ cho vì cháu, hoàn cảnh gia đình đã phải bỏ đi đã phải để xa thì, nhà đi làm ăn và đến mà, cách đây 2 năm bố mẹ cháu cũng trở về nhà và khi trở về nhà đoàn tụ với hai cháu thì cũng không lâu rất là đông chỉ được người ở với hai cháu được một trong một hai tháng thì cả bố và mẹ cháu đã rời xa hai cháu mãi mãi nên là kính mong tất cả con em vì nọ tất cả các anh em mai đến đây có thấy là lòng thương thì hãy ủng hộ cho cháu 50.000 coi như là mua sách mua bút
mua áo để đến trường. Vâng. Thay mặt cho hai cháu nên cảm ơn tất cả mọi người, các cô, các người dân Việt Nam chúng ta thì sống rất là giàu tình cảm, giàu tình yêu thương. Cảm ơn tất cả những tình cảm của quý vị đang có mặt trong buổi kỷ niệm 4 năm ngày thành lập của người tài Bảo Yên ngày hôm nay tại Nghĩa Đô. Và trên sân khấu là sự diện của hai cháu nhỏ rất là đáng thương. Và theo những quan sát của ban tổ chức thì các cô chú anh chị chúng ta vẫn liên tục di chuyển về phía phòng ủng hộ để gửi tặng những tình cảm, những đồng tiền quý báu giá trị tới hai cháu ngày hôm nay. Xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị và cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Rất đông mọi người đã ủng hộ và giúp đỡ động viên tinh thần cho hai cháu nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Kính thưa toàn thể quý vị, rất là xúc động với những rồi để hôm nào đó em sẽ vào em quay và em sẽ kêu gọi thêm đồng tiền tuy rằng to tuy rằng nhỏ đang tiến gần về sân khấu ngày hôm nay. Vẫn còn một số những anh chị bà con vẫn còn đang lên ủng hộ, gọi là một chút tấm lòng hảo tâm thôi, thế nhưng mà tràn đầy tình cảm, tràn đầy tình yêu thương dành cho hai cháu nhỏ gặp hoàn nạn, gặp khó khăn. Và những cơ quan, người thân và cộng đồng giúp đỡ cho mọi người trải qua những giây phút khó khăn, hai cháu không thể cảm ơn tới các cô các chú từng người được. Xin được gửi qua lời ban tổ chức xin được cảm ơn những tình cảm quý báu của toàn thể quý vị, các cô các chú, các chú và các chị ngày hôm nay rất nhiều. Tiện thể và trong các video cháu nói rằng sẽ chăm ngoan học giỏi để trưởng thành hơn nữa. Tiện thể trong video này thì Sơn cũng nói luôn là chắc là Sơn cũng sẽ làm một cái video để vào trực tiếp nhà của hai cháu nhỏ đó, và Sơn sẽ ghi lại một số những cái hình ảnh trong cuộc sống thực tế hàng ngày của hai cháu. Và Sơn sẽ kêu gọi mọi người, những nhà hảo tâm, ai có những tấm lòng hảo tâm thì sẽ gọi là mất một chút tình cảm để gửi trao cho hai cháu nhỏ. Chúng ta sẽ di chuyển hai cháu đã mồ côi cha mẹ, bây giờ là hai cháu đang ở hai chị em anh em ở với nhau thôi. Cho kỷ niệm 4 năm rất là khổ, rất là vất vả. Hội người tài Bảo Yên thành công rực rỡ. Ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời. Vâng, và rất xúc động vẫn liên tục các cô các chú các anh các chị từ thế giới tầm 5, 10, 20 nghìn và có người hàng trăm nghìn, 200 nghìn để lên tặng cho hai cháu ngày hôm nay, vô cùng xúc động, vô cùng ý nghĩa. Đấy, gọi là một chút tình cảm nhỏ nhỏ thôi, thế nhưng mà thôi, hai cháu là cố gắng nhá, cố gắng để vượt qua cuộc sống nó được tốt đẹp hơn nhá. Rồi hôm nào chú sẽ vào nhà chú quay phim và chú kêu gọi thêm cho hai cháu. Sơn TV ạ. Dạ vâng. Của các quý vị khách quý. Tiếp tục bước lên phần sân khấu để dành tặng những món quà vô cùng ý nghĩa tới hai cháu ngày hôm nay. Đây quý vị nhé, sau một hồi kêu gọi và bà con cũng đã lên ủng hộ cho hai cháu nhỏ mồ côi cha mẹ thì cũng đã được, nói chung là cũng được kha khá nhiều rồi. Thì đây nó cũng là một chút lòng thành của tất cả bà con. Của quý vị và vẫn mong được nhận được những tình cảm của quý vị ạ. Đó, và bây giờ thì anh đây sẽ kiểm tra xem tất cả số tiền mà bà con ở trong hội trường ngày hôm nay đã ủng hộ cho hai cháu nhỏ mồ côi cha mẹ này, xem là được số tiền là tổng là được bao nhiêu các bạn nhé. Và vừa rồi thì chúng ta đã thấy hai cháu nhỏ rồi. Tình cảm của bà con người dân Việt, nói chung là người dân Việt chúng ta thì sống vẫn luôn luôn có rất là nhiều những cái tình cảm để gửi trao cho nhau, những cái hộ khó khăn cũng như là các hộ khuyết tật rồi mọi thứ. Đó, chỉ trong vòng đâu đó 15-20 phút đồng hồ thôi, nhưng mà cái số tiền được bà con cũng như tất cả mọi người ủng hộ cho hai cháu cũng khá là nhiều đấy các bạn ạ. Kêu gọi ủng hộ ngay tại đây. Nhưng mà do là quan sát không kỹ, là hai nữa là cái cháu thứ hai là đến muộn. Đấy, cho nên là xin mời chị Lương Lên, có nick là Lương Lên ở xã Bảo Hà, chị đưa cháu lên trên này ạ.
thì chúng tôi cũng muốn là kêu gọi ủng hộ lại. Bây giờ thì đã kiểm kê phân loại tiền ra, tiền to tiền nhỏ là riêng biệt các bạn ạ. Và theo như mình dự tính thì chắc đây chắc là cũng khoảng chỉ được khoảng tầm khoảng tầm 2 triệu gì đấy thôi. Nhưng đó là một cái tấm lòng. 2 triệu hơn 2 triệu gì đấy các bạn. Trong cái vận cuộc vận động ủng hộ hôm nay là của đối tượng là ba người, có nghĩa là hai cháu trẻ mồ côi và một cháu là con của chị Nhung Lên. Thì sau cái số tiền của chúng ta thì nên chúng ta sẽ chia ra ra và con của chị Nhung Lên một phần và hai cháu nhỏ mỗi người một phần để cho nó đồng đều và cho nó công bằng, bởi vì là nếu mà chúng ta chia đôi thì nó sẽ không công bằng với lại hai cháu, bởi vì hai cháu nhỏ nó là mồ côi cha mẹ. Nên là thống nhất hôm nay tiền vận động ủng hộ tại cái hội lễ ra mắt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia ba, hai đứa trẻ mồ côi và con của chị Nhung Lên. Thế là tất cả mọi người nhất trí như thế ạ. Được bao nhiêu anh? 3 triệu 6 đó, ước chừng được khoảng hơn 3 triệu. Vâng, kính thưa tất cả các đại biểu, kính thưa các Pome Pino. Và sau cuộc vận động thiện nguyện thì tôi kiểm tra tất kiểm tiền tổng thu được mọi người ủng hộ cho các cháu thì là tổng là 3 triệu 6. Thì với số tiền này thì chia làm 3, bởi vì nãy nhận ra là có mỗi một đấy thôi, rồi có một em nữa đến muộn thì mọi người không biết, thì bây giờ để chia thành 3. 3 triệu 6 này thì chia thành 3, mọi người thì đồng ý không ạ? Người đồng ý thì chia thành 3. Vậy là 3 triệu 6 chia 3 là còn bao nhiêu nhỉ mọi người nhỉ? 1 triệu 2 ạ? Vâng, một thông cảm với tôi bởi vì cái số học của tôi không dành lắm nên là vâng. Vậy thì tôi sẽ cho em gì nhỉ? Em thì 1 triệu 2 nhỉ? Mời cả ba em lên đi anh ạ. Mời. Mời cả ba em lên đi. Mời cả ba em lên đi ạ. Cho cả ba em lên sân khấu đi. Không, thôi chả cần phong bì đâu, này cho thẳng ba người công khai lên sân khấu luôn. Mời cả ba cháu lên sân khấu để nhận phần quà. Đây đây em đổi cho. Có tiền nạp được. Quan trọng. Mày càng dễ tiêu cho tôi đổi. Ồ, thế nào. Hai người kiểm đi, mang ra kia kiểm hộ kìa. Mang ra kia hai người kiểm đi cho nó nhanh. Thôi không phải kiểm đâu. Kiểm làm ba đâu. Đây. Ra 1 triệu 2 còn là 2 triệu 4 đấy. Đúng rồi, còn đúng rồi. Thế cho nó nhanh. Đưa 1 triệu 2 cho một bạn thôi, còn đưa hai anh em kia. Chiều mà các con về ngủ trưa mà cũng ngủ mê đề thì gọi điện ngay chú Hân. Anh Quang Bảo hay quá nhỉ. Xin cảm ơn tình cảm của các cô chú anh chị toàn thể mọi người ngày hôm nay với tình cảm lá lành đùm lá rách. Và với số tiền ngày hôm nay là tổng chúng ta được 3 triệu 6 và chia đều cho ba em thì chúng ta sẽ được là 1 triệu 2. Tuy rằng món tiền không to nhưng mà dù sao thì cũng là những tình cảm rất là quý báu của toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được thay mặt cho ba em xin gửi tới toàn thể quý vị những lời cảm ơn sâu sắc ạ. Và mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.